Ui cái này gốc cây không ạ? Ui nó tuột đại. Ui trời ơi. Cái gì đây? Đâu cái đâu? Ui tí nữa thì cầm đầu rắn. Cây này liệu có một con được không? Này phải kiếm cưa. Đấy, chào mày mấy con đấy. Kiếm cưa. Hay là anh cứ đấy. Không đi chứ nào. Tôi bỏ nhá. Đừng, đừng, đừng. Ăn ra chứ. Đừng làm động nữa, động là nó không ra. Này. Ui. Ui. Chẹt phát rồi. Chẹt phát. Toàn độc, độc. Chẹt phát vào cam rồi đấy. Ui. Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay anh em lại tiếp tục cái công việc của anh em là đi tìm rắn mọi người. Thì khu đây là người ta mới cày cái khu này, người ta khu ở đây là người ta đã gặp một con rắn hổ mang rất là to. Thì anh em đã có mặt đây. Đấy, vừa gặp ở đây xong đấy mọi người nhé. Để tìm theo mình như nào. Rồi rồi, như này này. Ông cua thử thế nào. Nó bảo đi hái rau muống đây vừa gặp mà. Ừ. Ta đi là hái rau muống cho nợn ăn đi. Ui. Ôi ôi ôi. Bình chưa. Ôi đây này. Nằm đúng đây luôn này. Đấy bà hái rau muống bà gặp đây mọi người nhá. Bình chưa, con hổ mang to chưa này. Con rắn này rắn hổ mang mọi người nhá. Con này trên cân này. Con này trên cân túi đâu? Túi túi đến rồi. Ui, nó chui trong đống củi đã. Ui, đã thế nhỉ? Chưa. Đừng đùa nó cắn ở đây. Phải giữ thế nhỉ? Ôi giời. Nhảy nhảy. Nhảy loại mạnh lắm. Vừa đã được một con rồi mọi người nhé. Mới ăn rồi, mới ăn rồi. Rồi. Đã vừa gặp xong rồi. Buộc vào nào, buộc vào thế nào. Nạt hết ra, nạt hết ra, nạt hết ra. Ui cái này gốc cây không ạ? Ui nó tuột đại. Ui trời ơi. Đâu, cái đâu. Ui tí nữa thì cầm đầu nó rắn. Đâu. Đâu ấy nhảy. Nhưng mà nhìn thấy có cái lỗ ở đây cơ mà. Nhìn con nào. Lỗ đâu. Lỗ đâu, cây này mà chỉ có lỗ. Có lỗ. Mất hoa. Mà nó nhìn thấy cái lỗ đây cây cục này mà có lỗ không? Nhìn đâu ơi. Thấy cái lỗ mà. Hay phần ngược cái dạng này. Ui có em ơi đây này. Ui đấy. Ui đây này. Ui nó bên này không ạ? Tỉnh chưa? Ui bên này. Ui bên này. Phải xẻ cái này ra rồi. Đấy thấy chưa? Ôi nó chui trong này rồi. Để quay xoan kia. Ui lại phải lấy cưa với cưa rồi. Ui nó chui trong này à? Ừ rồi. Lấy cưa với cưa rồi. Kinh nhà mẹ xã giật. Ui hãi chưa kìa. Gớm luôn đi. Đưa chú quen rồi. Đưa đây chết rồi. Giờ bình thường rồi này. Đấy, ui này. Ui. Ui ơi, chọc đầu này. Khôn như này. Kinh nhận. Đây đây xem này, chọc chọc bên này. Ui ui, phun độc độc ra ngoài ơi. Phun chưa? Phun cam rồi à? Phun này, nó phun ra ngoài. Ui, chặt lắm. Cây này liệu có bổ được không? Ui. Này phải kiếm cưa. Đấy, chào mày mấy con đấy. Kiếm cưa. Hay là anh không đi chứ nào, tôi lấy bỏ nhá. Đừng, 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 đừng. Ăn ra chứ. Đừng làm động nữa, động nó không ra. Này. Ui. Ây, ui. Chẹt phát rồi. Chẹt phát. Toàn độc, độc. Chẹt phát vào cam rồi đấy. Ui ôi. Cẩn thận mắt nhá. Thế. Anh Đương nhá. Ừ, nó phun được mắt đấy. Kinh chưa nào mọi người này. Kinh thế. Lắm. À chưa. Thế nên anh gậy chưa nào. Đây em đang chọc ra này. Cái này yếu lắm, cái này anh cứ khêu, kinh khêu rồi. Thế này, con này mới kinh này. Đấy, thấy chưa. Đấy, đấy, đấy. Nào là con này ra rồi. Bắt từng con một vào. Ui chồng vẫn còn kìa. Ui chồng vẫn còn nữa không ạ? Ui dù, ui dù. Đây này. Ui. Cái này á. Ui nào. Kỉnh chứ. Kỉnh chứ. To phết. Đây, 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 chú cái cây to này. Không cần to lắm đâu. Đây rồi, kỉnh chưa. Nó vắt ra vắt vẻo kìa. Quá đúng rồi mọi người nhá. Rắn thế chứ. Anh Lương đi, em đi gãy đi chứ nào. Rắn đấy nhỉ, nó vào đây nó ngủ đông. Đâu, em chọc cái gãy của anh Thư vừa gặp đâu. Đây gãy đây, đây gãy đây. Đây gãy đây. Thôi đây, cái này bé nhá thôi. Người xem này. Đấy, đấy. Nào đâu lại. Ra chưa? Đấy, đây nó đây nhỉ. Ui, chỗ ở lý tưởng. Sợ hàng không đẹp chưa. Quá sợ luôn. Hàng quá đẹp luôn. Đấy, đại, đại, đại. Nó ra rồi. Trong gốc chưa? Trong gốc sợ. Toàn rắn ở ngủ đông không mà. Kinh thế nhỉ? Đây này, kinh không? Đấy, mọi người thấy không? Chui trong cái lỗ này nó ngủ đông này. Sớm chưa? Kịch chắc. Nó khôn nhỉ, cái rắn nó không biết chơi nó nao đầu những cái hốc cái hố này nhỉ? Nó vào đấy nấm á. Nó vào đấy nấm mà. Tiện quá, săn mồi bãi quả nha, bãi mình muốn nha, vào đi ngủ nha, đúng không? Ừ, bóc rồi anh em ơi.
Con nó khổ thật. Đấy, nó khổ. Đại nhá, anh em chú ý vào nhá. Đây ông cái đại này này. Đấy, thấy chưa? Cây này mục rồi, và sao nó vào? Nào, đứng xa ta bắt con này đã này. Đấy. Đó, thu nó bắt rồi. Con kia nó đi thì trẻ đó, anh xuống trẻ đó. Trẻ nhá. Ừ. Đây rồi. Anh xuống trẻ đó. Ui dồi ui, hãi chưa? Rồi, ok. Thôi, nào, mày lì với tao. Mày lì với tao. Trẻ đó không, mẹ xuống đấy. Đó mẹ xuống không? Thôi, để tìm cách. Lấy cán xuống chứ. Lấy cán chứ. Cán á? Ừ. Cán đập vỡ à? Đập vỡ luôn. Không vỡ được. Vỡ. Cái sao chẳng lắm được đâu. Nhưng nó nằm đi. Đây rồi, đây rồi. Ở đây như. Không được đâu. Không để tôi. À, kia kia. Đây rồi, ra rồi. Chạy rồi, chân anh ấy. Ra rồi. Đây, 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 đây. Đấy, thấy chưa? Nó trông nó không cây này mọi người. Mạnh lắm. Ra rồi, ra, ra rồi. Ui, nó phóng nhanh lắm con này. Người này này. Con này phóng phát một ra luôn. Còn mạnh lắm. Cơ này chui khe. Đi đâu nè. Cái gì cái hàng đẹp kìa. Như dồi, ui nó mạnh này. Tính chưa? À, người xem này. Đây, đấy. Lâu rồi. Đây quá nguy hiểm luôn mọi người nhá. Sợ thế. Nhìn. Mấy con liền, 3 4 con liền. Sợ. Đấy nhá. Anh em đã bắt được cây này. Kinh chưa? Kinh chứ nhỉ. Ừ. Wow. Được hàng đẹp chưa em ơi. Kinh nó nằm này. Nằm trong cái lũ này này. Đây, anh em này. Ôi, anh em đập nó. Đập đập nó này gọi này thế nào? Ui, đâu đây gáy đấy nhá, cái lành gãy à thế nhá, nhà nhá không gãy nhá, xem có không. Ui, ui, ui. Đẹp đâu, ơi, đây 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 đẹp ơi. Đây 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 nhìn nó đã trượt đấy nhỉ, trượt rồi, thấy chưa, thấy chưa, chui trong đống này, đây nó đây này mọi người này, anh em để ý kỹ vào nhá, để ý kỹ vào đấy, đây chưa, ui thế này đạn đấy lắm thế đấy. Úi trời, cha mẹ ơi. Đúng hết màu cây nhỉ. Đúng hết màu cây. Đúng hết màu cây luôn, trượt này. Trượt mạnh nhỉ, trượt nhanh nhỉ. Ui, kinh chưa. Úi trời, ui. Ui, ui, kinh chưa. Lắm. Này, mang cho mọi người nhá. Con này rất là nguy hiểm mọi người nhá. Nếu mọi người gặp những con này nên tránh xa ra mọi người nhá. Bởi vì nếu những người không có kinh nghiệm ấy, bắt nó là sẽ cắn đấy mọi người nhá. Nhưng sao? Rất là nguy hiểm tính mạng. Như anh em mình đây là đã quá nhiều kinh nghiệm về bắt rắn rồi nên anh em bỏ tay hơn mọi người nhá. Tên đấy là tìm anh em đến đây là anh em đã tìm kiếm bắt được mấy con. Tìm hết cái khu vực này cho nó em. Cho túi không tìm nốt được anh. Cho hết cái túi đi. Với toang này. Kia nhìn nó còn cái lỗ kia ấy nhỉ. Đây cái lỗ này là không còn không? Giờ bới góc cây sao? Bới hết ra. Cái lỗ rồi. Đấy, đấy, thấy chưa? Tìm thế. Đang khúc bên này kìa. Không tìm chỗ này cho nó còn không? Mày tìm. Tiến tìm bên kia đi. Đây nó vẫn còn đấy. Đây đấy. Cái gốc cây nó quả. Đó là vào xem. Sợ lắm cái gốc cây này. Thấy không? Mọi người thấy không? Vào vào xem mọi người. Quá kinh khủng luôn. Với hết ra xem nào. Đi hai đồng bố mình gặp rắn rất nguy hiểm luôn. Nằm gốc này thật. Với toang như nào. Úi cái gốc cây nhãn đi này. Không dám gì. Hết ở bên này không có lỗ. Không có. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Chắc là khả năng nó chỉ có 4 năm con ấy nhỉ. Đây chắc bá bảo 4 năm con. 4 năm con. Mỗi con này đây bà. À. Mới nãy bà gặp có mỗi con đấy à. Mỗi con. Bà bảo đúng rồi mọi người. Một thành 5 con. Thôi vậy anh em nhớ đi. Mấy mọi người thì hiện tại là bà lão bà đã gặp một con rắn ở đây thì anh em đến anh em đã tìm bắt được khoảng 4 năm con ấy. Mình không nhớ rõ lắm nhưng mà được 4 năm con nó ngủ đông trong cái gốc cây này mọi người này. Thì giờ anh em sẽ xin phép kết thúc video đây, anh em đi tìm kiếm những nơi khác anh em bắt rắn nhé. Mọi người xem được video của anh em, nếu thấy hay nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ cho anh em nhé. Chào mọi người.